Ok, hello, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Di Khải Gaming, và cũng như anh em xem buổi livestream ngày hôm nay. Vừa rồi thì Khải vừa xong kết thúc cái trận tổng kim 21 giờ, anh em là tổng kim chung anh em. Hiện tại bây giờ thì anh em cũng đã biết thì Khải mua cái xác đường môn xong, lúc đó là 97, xong rồi úp đến bây giờ là 99 rồi. Đồ đạc thì từ cái set đồ đường môn 79 Khải đưa qua chính rồi anh em. Thì hiện tại set đồ của Khải thì đang có 120 điểm chậm và lại một ít điểm thần pháp. Thì anh em cùng xem sơ qua. Hôm qua thì Khải mua cái cây nỏ dòng 1 không ra anh em. Mua cái nỏ dòng 1 không ra nên là Khải đành phải mua cái nỏ dòng 2. Mà lúc mua cái nỏ dòng 2 xong thì đâm ra cái nón Khải mất đi 30 điểm chậm anh em, rất đáng tiếc. Là tại vì Khải muốn xài dòng 1 nhưng mà không có. Nên là cái nón này mất 30 điểm chậm rồi. Khá đáng tiếc. Nên là cái lượng điểm chậm Khải đã bù vào cái nhận dưới. Đây. Cái nỏ cái này thì Khải mua 7 kim anh em. Nói chung thì tầm này đánh bao đẹp rồi nè. Đó. Hôm nay đánh trận đầu tiên ra khơi. Sau khi có cây vũ khí thì lên top luôn đó, cho anh em xem gần 30k điểm. Tại với số liên giết người là 154, liên chạm là 23, chết là 26. Đó, anh em thấy chưa? Rồi thì cây vũ khí này. Rồi gia chiên này Khải mua hồi trước Khải mua một kim thôi. Hôm trước Khải mang gia chiên kháng cả 11 anh em. Gia chiên mọc kháng cả 11 được kích cái dòng làm chậm. Nhưng mà tầm này Khải xài cái vũ khí dòng 2 á, nên là cái gia chiên kháng cả 11 đó Khải không xài được nữa. Nên là đành rồi anh em ơi. Giờ hiện tại vẫn đang mua cái phôi sát thương một lý dòng 1 để xài. Theo kiểu dòng 1 thì nó khỏe hơn anh em. Theo kiểu dòng 1 thì Khải sẽ kích được cái nón hơn. Rồi cái bao tay này thì Khải sẽ kích được 17 thần pháp nữa. Nên là tầm này không có kích được cái bao tay nè. Khải mang cái nhẫn là làm chậm nó đặt móc 120 á, nên là không có kích được bao tay thần pháp. Đó, nón. Bao tay. Đó, nhẫn. Anh em xem sơ qua nha. Đó, hiện tại bây giờ thì Khải đang mang với cái lượng làm chậm là 120 làm chậm. 1 này, 2 này, 3 này, 4 món này thấy chưa? Là làm chậm 120 nè. Còn thông pháp thì bao tay này không kích được. Chỉ được cái nón là 17 này. Nhẫn 13 là 30. Với đại lưng 13 là chỉ còn có 43 thôi nè. Mất đi bao tay rồi. Tại vì Khải xài vũ khí dòng 2 á, nên là mất đi bao tay rồi, khá đáng tiếc. Nếu mà Khải xài được vũ khí dòng 1 á, thì bao tay Khải sẽ kích được 17 thân pháp rồi nè. Thì nguyên set này sẽ được 60 thân pháp và 120 làm chậm. Mà rất tiếc là mua không có vũ khí dòng 1, nên Khải đành phải xài dòng 2 thôi. Đó, anh em xem sơ qua. Cái bọn này đã kích nhẫn với lại đai lưng rồi nè. Không tóc thì đỡ đánh bậc ca ngồi nè. Còn tống kim thì không cần tóc anh em ơi. Tống kim thì không cần tóc. Là cho anh em sơ đôi giày. Đôi giày này khá đẹp. Tống kim thì không cần tóc anh em ơi. Tống kim thì Khải chỉ cần sát thương lý cao thôi, chứ không cần tóc. Nếu bờ càng ngồi mới cần tóc nè. Đó. Đó thấy chưa? Sẽ đổ Khải 120 làm chậm cho nè. Hiện tại với cái bao tay nó bị mất thì chỉ còn 43 thần pháp thôi. 43 thần pháp thôi. Tại vì xài dòng 2. Xài dòng 2 nên chỉ còn 43 thần pháp thôi. Nếu mà xài dòng 1 thì lượng đam sẽ ok hơn nè. Có thêm được bao tay nữa thì thêm được 17 thần pháp nữa. Đó, sẽ đổ vào thôi nè. Đơn giản thôi. Hôm trước Khải có nói anh em nó set đồ này mà Khải chuyển sang chính Khải đánh auto top. Cái vấn đề là lúc đó Khải chưa mua được cây vũ khí nữa. Nên là mấy trận đó Khải chỉ đánh cho vui, lấy 10k là Khải nghỉ nè. Còn tầm này có cây vũ khí rồi á, Khải đánh cho anh em biết rồi, anh em thấy chưa? Đánh khá là ok luôn nè. Đánh là bảo đảm anh em auto top từ đầu đến cuối. Đến cuối server auto top. Hôm nay thì phường lão đại đường môn này, thiên trang đường môn này, Khải đường môn này, trung về ta thiên nhẫn này, tứ dại gia hình đỡ ông này cho thiên nhẫn. Bố già bờ kèo cho thiên nhẫn. Rồi tới giờ kèo không biết. Đây không biết. Tiểu tử đường môn, hai lúa đường môn. Đó. Em thấy chưa? Với anh em nhìn trong thế trận nha, 154 mạng, cao nhất trong đài luôn. Thấy chưa? À, ok, nói chung thì hôm nay thì cũng là lần đầu tiên đánh trận tổng kim chung. Và đầy đủ đồ anh em. Nhắc lại anh em là đầy đủ đồ anh em. Còn hôm trước là không có đồ nha. Hôm nay đầy đủ đồ thì Khải được top 3. Và top 1 thì Khải giữ được tầm 30 phút đầu anh em. 30 phút đầu Khải auto từ đầu đến cuối luôn, là cứ giữ tới một liên tục luôn ấy. Mà về sau thì anh em lên điểm gơ quá nên là Khải không thể nào mà Khải giữ top được, nên là top đã nhường lại cho anh Dương lão đại với thiên trang. Nó Khải chỉ được top 3 thôi. Hôm nay lần đầu tiên đánh đủ đồ nên là được top 3 thôi. Giữ top 1 mà không nổi nữa, anh em ghét quá, anh em lên điểm gơ quá thôi. Nói chung thì anh em xem video này thì đừng quên ủng hộ Khải một like, chia sẻ nha anh em. Còn 23 giờ tối nay là 11 giờ đêm mà Khải sẽ tiếp tục đánh tống kim sơ anh em, sẽ lấy auto top cho anh em xem. Tối nay sẽ là một trận tống kim sơ đấy anh em.
Ở cái set đồ Tống Kim Sơ Khải thì Khải chơi được 95 trọng rồi nè, với lại 60 thương pháp. Đó. Tí nữa Khải sẽ đánh Tống Kim Sơ vào lúc 11 giờ cho anh em xem. Rồi, chung là bây giờ đi đánh boss rồi anh em ơi. Lúc nãy thì Khải đao cũng được con boss tiểu nè. Đó, cầm cái nỏ ăn được boss tiểu luôn. Em thấy ghét chưa? Cầm cái nỏ phát một ăn được boss tiểu luôn nè. Không biết boss đại này ăn được con nào hôm nay. Sẽ cố gắng, hiện tại giờ cục phi tóc hết rồi. Khải hết cục auto, hết cục lát phi tóc rồi. Hết lát phi tóc rồi. Hết lát phi tóc rồi. Rồi, ok. Khải xin phép vào video like anh em ơi. Chuẩn bị đi sang boss đại với anh em thằng Bang thôi. Anh em xem đừng quên cho một like chia sẻ nha.